rồi. 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 Này ký á. Này các bạn ơi. Chỗ to bạn ơi. Đã phê chỗ đỏ. Bài mồi của các bạn đây. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trộn cái bài mồi chiên câu cá trôi nha các bạn. Thì tuần trước á, mình đã đi test và lên được hai con cá trôi đỏ 4,5 kg từ cái bài mồi mới này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn cái bài mối này để chúng ta câu cá trôi nha. Đầu tiên là các bạn bị mình một cái thao to như thế này. Đây, còn đây. Đây là cái bài mồi mới của mình. Thì lần trước mình có trộn và ủ qua một đêm. Và ngày hôm sau mình đã đi test thử và lên được hai con trôi đỏ 4,5 kg. Và kèm theo đó là một mớ cá mè. Tại vì ở hồ này cá mè rất là nhiều. Nên mình đã quyết định là mình sẽ dùng cái hạt xốp độ. Hạt xốp mình tự cắt ra để chống cho cá mè nó ăn và nó đỡ dính. Để làm clip mà có cá mè dính, các bạn có nhiều bạn họ không thích cá mè. Đó, nên như vậy á. Mình sẽ dùng cái loại xốp độ, chứ mình không có dùng cái loại xốp mua ở ngoài tiệm nha các bạn. Đó. Thì ngày hôm nay không có gì nhiều, mình sẽ trộn, tiếp tục trộn lại ủ một đêm nữa thôi. Để ngày mai mình sẽ đi test cái bài mồi mới này, chiên về câu cá trôi này thêm một lần nữa cho mọi người xem. Đó. Nếu mà ngày mai chiều ngày mai mình test đến chiều ngày Chủ nhật á, mà có lên được cá chua đỏ mà to á, hoặc là có cá chua đỏ nhiều á, thì mình sẽ làm một cái video của cái bài mồi này riêng. Nhưng mà trước khi mình làm cái video bài mồi á, thì các bạn ai muốn làm bài mồi thì hãy để lại comment ở dưới phần mô tả. Mình sẽ làm cái bài mồi này cho mọi người xem nha. Đó. Chứ mà mình có làm video lên cá mà các bạn không có yêu cầu mình làm mồi thì video nó không được hay. Đó, mình cũng nói thẳng các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người trộn, cách trộn của bài mồi này rất là đơn giản thôi, không có tốn kém đâu, rất là hiệu quả và dễ làm nha. Và câu cá cách trộn đơn giản lắm. Cái mồi này nó cũng không có gì gọi là cầu kỳ đâu, cũng có đơn giản thôi. Đây là mình đang có là tầm khoảng ở chừng là 2,2 kg mồi. Đó, mình sẽ trộn 2,2 kg mồi này. Đó, câu 2,2 kg mồi này được rồi. Bây giờ mình sẽ cho mồi ra thao nè, cho hết mồi ra thao luôn. Đặc biệt nha, không có trộn thêm bất cám hay gì hết trơn á. Cái này là mình ủ dinh luôn, ủ nguyên luôn nha các bạn. Đó, 2,2 kg mồi đây. Còn đây là nước nha, nước giếng mình á, các bạn chế vô. Mình múc được 1 ca thôi, tí nữa mà nó bị khô á, mình sẽ cho thêm 1 ca nữa. Đây là nguyên liệu tiếp theo. Đây là sữa chua Vinamilk có đường. Đó, sữa chua Vinamilk có đường nha các bạn nha, hai hộp luôn. Để mình ủ một đêm á, tăng lên cái độ chua lên men tự nhiên, để chúng ta đi câu cá tự nhiên ok hơn. Đó, cho hai hộp vô đây. Cái hũ này tí mình chế nước vô, mình quậy ra, mình lấy cái phần bên trong bỏ uống. Đó. Đây. Đó, hai hộp sữa chua Vinamilk có đường. Ok chưa? Rồi, xong, hai hộp nha. Tiếp theo, đó chính là trứng gà. 3 quả trứng gà. Nếu mà các bạn mà có trứng vịt ấy, thì càng tốt nha. Mình chỉ mua được trứng gà thôi. Trứng vịt các bạn cho 3-4 quả vô đây càng tốt. Bằng ủ ông đem nó tăng lên cái độ chua ấy, chua lên men và cái độ hổ tanh. Cá trôi nó thích lắm. Đó. Tại vì cái mồi này mình làm chiên về mình để mình câu cá trôi mà các bạn, nên sẽ có độ tanh nha, tanh và chua nha, và hăng nha. Đó, các bạn tiến hành cho hết 3 quả trứng gà vô trong cái hỗn hợp này luôn.
Nói chung lại là cái tới tới cái mùa này là cái mùa để mình đi câu cá trôi, đi săn cá trôi đỏ. Nên mình sẽ làm về chiên về cá trôi đỏ thôi. Còn cá chép giờ hết cá chép rồi. Ít cá chép lắm, khó săn cá chép lắm. Nên mình làm bài mùa này là chiên để mình săn cá trôi đỏ là ok nhất nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy ít nước nữa nha các bạn. Đây, mình đã bị một cái nước rồi nè. Các bạn chế vô luôn. Nói chung lại là không sợ mồi nó nhão đâu. Đó, dùng tay đảo đều, trộn đều lên. Đó, vẫn còn khô đấy chưa. 2 kg mồi mà. Hơn 2 kg chứ. 2 kg mấy luôn á. Đó. Nói chung lại là sau bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lần test thử làm bài mùa mới, thì cuối cùng mình đã có được cho mình một cái bài mồi mình ưng ý nhất. Đó, bây giờ nói chung lại bây giờ á, chịu khó các bạn làm mồi nền thôi. Và phối chung vô cái mồi này là cái bài mồi nền mà bắp bắp với lại cắm bắp á, với lại khoai lang á, luộc á, trộn chung á. Mình có làm một cái video của cái bài mồi nền á, ở trong trong kênh mình rồi á. Thì có bạn nào mà chưa biết cái video của cái bài mồi nền đó, mình sẽ để đường link ở trong phần mô tả nha. Và để cho các bạn xem lại cái bài mồi nền đó, bạn làm mà ủ, bạn ủ càng lâu càng tốt. Ủ nó có thể ủ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ủ càng lâu. Các bạn đừng sợ cái mồi mồi ta hư. Các bạn ủ nào mà cho mồi của ta mà lên cái mùi mà chua hăng mà có vị mà thối thối luôn á, càng tốt nha các bạn. Các bạn đừng có sợ cái mồi của ta nó bị hư hay là cái gì hết. Đó, mình coi nhiều lần rồi, mình trộn nhiều lần rồi. Có nhiều bạn là mình trộn mà lỡ mà ủ mà lâu quá rồi á, mồi bị hư á, mà trộn cám hay nữa rồi cá mè nó ăn. Nhưng mà các bạn phải chấp nhận là mình phải câu được cá mè. Tại vì khi chúng ta câu được cá mè mà có cá trôi, đảm bảo luôn các bạn sẽ lên được cá trôi ưng ý, trôi to luôn á, trôi cũ luôn á, trôi mà là mà nhắc ăn luôn á. Tại vì cái hồ của mình á, cá nó rất là nhắc ăn đó, nên mình phải làm một bài mồi chuẩn chuẩn của bài mồi của cá trôi đỏ để mà đi câu đó. Thì nói chung là sau bao nhiêu thời gian thì mình cũng đã tìm được cho mình một cái bài mồi mình ưng ý. Đó, nói chung là mồi cái bài mồi tủ á của mình á. Đó, nói chung là mồi này nó cũng không có đốn với tốn bao nhiêu tiền đâu, cũng rẻ thôi. Nói chung là các bạn nào mà có thích cái mồi này của mình á, có thể đặt hàng bên mình đó, về các bạn dùng thử đó. Cái trộn cách của mình vậy thôi, mà ủ qua một đêm thôi, xong rồi về sáng mai đi câu đó. Nói chung lại là cái video trộn mồi của mình á, nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi đó. Thì bây giờ mình muốn cho các bạn xem lại á, của cái thành quả mình đi test của cái bài mồi này. Khi đi test lấy cái mồi này là trộn thêm một ít cái mồi nền thôi, quậy đều lên với nhau thôi, cho một tí cái D1 vô rồi trộn đều lên, rồi câu thôi. Đó, mình câu lên 2 cái đỏ đó. Ok, thì bây giờ xin mời các bạn cùng đón xem cái video test của cái bài mồi chiên câu cá trôi đỏ bài mùa mới hiệu quả với làm này nha các bạn. Ok. Rồi. Hàng về anh em ơi. Cũng rồi. Cũng ơi. Rồi rồi. Trôi rồi em ơi. Trôi đỏ. Sướng. 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 Đây 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 em bắt. Đấy đây đó. Đây 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 đây, đây rồi. Đây đây rồi. Thằng khủng, thằng khủng. Mấy tí á.
5 câu ký. Đây nãy rồi. Cái đỏ bạn ơi. Ê. 2 ký á. Cân ký các bạn. 00. Một ký 930 nha các bạn. À, một ký 930. Ok. Đây các bạn, bầy mồi chiên câu cá trôi chép trù phi mà Vinh hiệu quả với làm của các bạn nè. Đã chưa? Hôm nay lên hàng á. Ok. Tuyệt vời. Rồi. Rồi. Rồi, đẩy ngồi đó luôn rồi. Rồi, đỏ đó. Đỏ rồi, cũng rồi. Rồi. Rồi, đẩy ngồi đó luôn rồi. Rồi, đỏ đó. Đỏ rồi, cũng rồi. Mấy. Cũng rồi. Đồ luôn. Đồ luôn. Trời. Có giỡn em ơi. Khủng này cũng rồi luôn. Trời ơi. Bạn ơi. Cũng đồ. Tồi lắm. Điện lại đúng không bạn ơi, to lắm, kiếm lại đúng không ạ, bự lắm, khổng lồ rồi, to lắm anh ấy ơi, khổng lồ, anh đang ngay xuống chứ, mới mới luôn, cũng keo nè. Bự. Hai cái mấy á? Con hơn, con này hơn. Trời ơi, móc bụng hai lửa vậy. Móc lửa rồi sao chảy được chứ? Cái này ở trong này à? Này các bạn ơi. Trời ơi to bạn ơi. Đã phê chỗ đỏ. Bài mồi của các bạn đây. Tuyệt vời chưa? Bây giờ sẽ cân ký nha. Bạn đáng bao nhiêu ký? Đáng gì ký em? Hả? Từ 3 ký đổ lại. Không không nha các bạn. Ba hàng ba đổ lại.
2,5 kg nha các bạn, 2,5 kg, đã tuyệt vời. À, 2,5 kg chuẩn luôn. À, đánh vậy khó đánh vậy đó, tuyệt vời. Đã, trời trời, hai con rồi đó, con một con 1,9 kg 30 và con này 2,5 kg, tuyệt vời, hai con đã. Hai con nha, 2,2,3,3,4 kg rồi. Đại quá các bạn ơi, tuyệt vời. Ok, 2,4 kg luôn. Đã. Sao giỏ lại cho mình đây. Giờ cho em vô giỏ nữa là ok luôn, chuẩn luôn. Tuyệt vời nha các bạn. Trời trời. Nè bạn sát nè, xem nè, đã nè. Cá nè. Ok nha các bạn, thì video chọn bài mồi chiên câu cá chua đỏ, bài mồi mới hiệu quả dễ làm này của mình đã xong rồi nha các bạn. Sau khi các bạn đã chọn xong như thế này rồi, các bạn tiến hành cho mồi vô trong cái bịch bóng này đó, mình sẽ đổ hết mồi trong bịch này luôn đó, để ngày mai đi câu. Mai câu hết bao nhiêu đây là ok, 4 cần mấy đó. Đây là mình trộn khô nha, để ngày mai mình trộn mồi nền với lại nước hồ vô nữa là chuẩn luôn, chuẩn bài mồi chiên câu cá chua đỏ luôn đó. Buộc lại nữa là xong. Ok ok, hoàn thành nha các bạn, đã xong bài mồi chiên câu cá chua đỏ hiệu quả với làm bài mồi mới của mình nha các bạn. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ngồi cái đam mê của cá mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và chúc tất cả các bạn câu được thật nhiều quá khủng từ chính cái bài mồi này của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.